Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập tuần Toán 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều các em nhé. Ở video ngày hôm nay, thầy trò chúng ta cùng đến với tuần học 5. Các nội dung kiến thức liên quan đến Yến Tạ Tấn, dây thế kỷ và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Trong nội dung tuần học 5 này có tương đối nhiều kiến thức quan trọng thì em phải lưu ý nhé. Phần A lớn kiến thức trọng tâm, chúng ta cần nắm chắc cho thầy 3 nội dung. Một, đó là Yến Tạ Tấn. Đó là để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg thì người ta dùng các đơn vị đó là Yến, Tạ, Tấn. Đó. Thế thì về thứ tự đơn vị đo khối lượng, kg sẽ là bé nhất này, sau đó đến Yến này, đến Tạ này và đến Tấn. Tấn là lớn nhất nhé các em nhé. Tấn lớn hơn Tạ, Tạ lớn hơn Yến và Yến lớn kg các em ạ. Ở đây chúng ta có bảng đổi đơn vị đo như sau. Bảng đổi đơn vị đo khối lượng 1 tấn ta sẽ đổi được là bằng 1.000 kg. Đó. Tức là tấn ở đây là dùng để đo các vật nặng hàng nghìn kg các em nhé. Và 1 tấn cũng có thể đổi được bằng 100 yến và bằng 10 tạ. Tiếp theo là đến đơn vị đo khối lượng là tạ. Thì 1 tạ thì sẽ bằng là 100 kg. Và người ta dùng tạ để đo các vật nặng có khối lượng hàng trăm kg đấy các em ạ. Ngoài ra chúng ta có thể đổi tạ bằng 10 yến nhé. Tiếp đến là yến thì 1 yến sẽ bằng 10 kg. Người ta dùng đơn vị đo khối lượng là yến để đo những cái vật nặng hàng chục kg đấy kìa ạ. Kg là đơn vị đo khối lượng bé nhất ở trong số các đơn vị mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thế thì 10 kg thì sẽ đổi được bằng 1 yến, 100 kg bằng 1 tạ và 1.000 kg bằng 1 tấn các em nhé. Về phần đổi đơn vị đo khối lượng ở trong các phần bài tập thì các em lưu ý có một dạng đổi đơn vị đo kết hợp. Đó là chúng ta ví dụ nhé. 2 tấn 68 kg thì đổi ra kg thì sẽ như thế nào? Thì ở đây trước hết muốn đổi ra kg em phải từ tấn ra đã đúng không? Thế thì ta biết rằng 1 tấn là 1.000 kg. Như vậy 2 tấn sẽ bằng 2.000 kg. Khi đó 2 tấn 68 kg thì sẽ bằng là 2.000 kg. Cộng với 68 kg thì ta sẽ được kết quả cuối cùng 2068 kg. Tiếp theo chúng ta có này, 6 tạ 8 yến mà đổi hết ra kg thì bằng bao nhiêu đây? Thế thì 6 tạ thì ta biết rằng đổi được thành 600 kg, 8 yến chúng ta đổi được thành 80 kg. Như vậy 6 tạ 8 yến thì ta sẽ đổi được bằng gì nhỉ? Bằng 600 kg cộng với lại 80 kg các em nhé. Thì ta sẽ được kết quả cuối cùng là 680 kg. Thế thì ở đây có một cái ý nghĩa các em cần nắm cho thầy là khi mà các đơn vị đo khối lượng là các số đo này viết liền nhau thì mình sẽ hiểu cho thầy chính là chúng ta cộng chúng lại. Ở đây 2 tấn 68 kg. Chúng ta sẽ hiểu rằng gì sẽ bằng là 2 tấn cộng với 68 kg. Các em đã hiểu chưa nào? Đấy, sau đó mình muốn đổi ra đơn vị gì thì mình sẽ lại phát triển tiếp nhé. Ví dụ đổi 2 tấn thì bằng bao nhiêu kg đấy, đúng không? 2 tấn là bằng 2.000 kg này. Sau đó mình lại cộng với lại 68 kg. Thì ta sẽ được là 2068 kg. Đó. Ở bên ví dụ này cũng vậy nhé. Ở đây chúng ta có 6 tạ 8 yến đang viết liền nhau thì chúng ta sẽ ngầm hiểu đó sẽ chính bằng gì 6 tạ cộng với 8 yến. Và thêm cho đề bài muốn đổi ra kg thì chúng ta lại đổi tiếp tục nào 6 tạ đấy. Thì đây trong phần tài liệu có rồi đúng không? Trong sách có rồi là 600 kg này. Thế còn 8 yến thì sẽ chính bằng là 80 kg. Kem cộng lại thì ta sẽ được kết quả cuối cùng đó là 680 kg đấy. Thầy trò chúng ta cùng chuyển sang kiến thức trọng tâm 2. Đó là liên quan đến dây thế kỷ. Ý ai đó là dây. Thì dây là một đơn vị đo thời gian. 1 phút bằng 60 giây. 1 giờ bằng 60 phút. Đó. Ý B đó là thế kỷ. Thì thế kỷ cũng là một đơn vị đo thời gian. 1 thế kỷ thì bằng 100 năm các em nhé. Thầy cho chúng ta cùng đến với kiến thức trọng tâm 3. Kiến thức này rất quan trọng liên quan đến những cái bài toán lời văn này các em ạ.
từ các trọng tâm 3 bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Thì trong tuần học 5 này chúng ta sẽ chủ yếu làm quen cái dạng 1, đó là tìm giá trị của các đơn vị. Cụ thể chúng ta cùng vào bài toán. Mua 5 quyển vở hết 40.000 đồng. Hỏi mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? Chúng ta cùng với thầy tóm tắt nào. Chúng ta thấy rằng theo như đề bài ấy, đó là 5 quyển vở thì tương ứng với lại 40.000 đồng. Đề bài nó hỏi chúng ta là 8 quyển vở thì ứng với lại bao nhiêu tiền, tức là hỏi chấm đồng này. Thế thì ở đây quyển vở thì nó đang là đơn vị, đúng không? Quyển vở đang là đơn vị, và 5, 8 gọi là số đơn vị em nhé. Đó, có 5 quyển vở này, 8 quyển vở này, số đơn vị 5, 8 gọi là số đơn vị nhé. Thế còn 5 quyển vở ứng với 40.000 đồng thì 40.000 đồng là giá trị của số đơn vị. 40.000 đồng là giá trị của 5 quyển vở. Các em đồng ý chưa? 40.000 đồng là giá trị của 5 quyển vở. Thì người ta gọi đây là giá trị của số đơn vị. Tức là bài này chúng ta đang cần tìm xem là 8 quyển vở có giá trị là bao nhiêu. Thì ứng với dạng 1 là tìm giá trị của các đơn vị. Các em đã hiểu vấn đề chưa? Đó, biết số đơn vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm giá trị của số đơn vị đó nhé. Trong bài này thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài giải. Ở phần bài giải thì chúng ta triển khai cho thầy là hai bước. Bước 1, đó là chúng mình sẽ đi tìm giá trị của một đơn vị. Chúng ta biết rằng là 5 đơn vị thì giá trị ứng với 40.000 đồng các em ạ. Vậy thì ở đây tìm giá trị của một đơn vị, tức là một quyển vở đấy thì ứng với bao nhiêu nghìn đồng ấy các em ạ. Thì chúng ta sẽ dùng phép tính chia. Mình có lời văn như sau. Giá tiền của một quyển vở là, chúng ta sẽ lấy giá trị ứng với 5 quyển vở, ta chia cho 5. Ta lấy 40.000 chia 5 thì sẽ bằng 8.000, đơn vị là đồng các em ạ. Tiếp theo chúng ta đã biết giá trị của một quyển vở rồi, thì bây giờ mình sẽ tính được giá trị của 8 quyển vở. Thì theo như câu hỏi của đề bài là 8 quyển vở mua hết bao nhiêu tiền đấy. Ở trong bước 2 này chúng ta sẽ đi tìm giá trị của các đơn vị. Thì chúng ta sẽ dùng phép tính nhân. Cụ thể đó là mua 8 quyển vở hết số tiền là, một quyển vở giá trị của một quyển là 8.000. Mua 8 quyển ta nhân với 8 lần lên, 8.000 x 8 ta sẽ được là 64.000, đơn vị là đồng. Và đáp số là 64.000 đồng các em ạ. Như vậy vừa rồi thầy trò chúng mình đã tìm hiểu về những kiến thức trọng tâm có trong tuần học 5 này. Và sau đây thầy trò mình sẽ chuyển sang phần B lớn bài tập các em nhé. B lớn bài tập của tuần học 5, một lớn phần trắc nghiệm. Thầy trò mình hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nào. Câu 1, số hỏi chấm. Điền số tích hợp 12 tấn thì sẽ bằng bao nhiêu kg? Các bạn đang mới làm quen với đơn vị đo khối lượng, chúng ta cứ viết chậm thôi. 1 tấn bằng 1.000 kg các bạn. Như vậy thì 12 tấn nó sẽ bằng 12.000 kg. Vậy là cái số cần điền ở đây chính là số 12.000. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Từ năm 901 đến năm 1000 là thế kỷ mấy? Thì ở đây từ năm 901 đến năm 1000 là thế kỷ 10 các bạn. Các em lưu ý nhé, nó là thế kỷ 10. Và thầy có một kinh nghiệm để hướng dẫn các em xác định thế kỷ khi đã biết năm như sau. Đây, kinh nghiệm các em nhé. Ví dụ đi, thầy có năm 901 đi. 901 năm này nó không phải là tròn trăm, thì thầy sẽ bỏ đi hai số ở ngoài cùng bên phải này. Thầy sẽ bỏ số 1 với lại số 0 thì sẽ còn lại số mấy? Còn lại số 9. Thì thầy sẽ cộng thêm 1 nữa thì thầy sẽ ra được là thế kỷ 10 các em ạ. Thế còn với năm 1000 rồi, nó đã tròn trăm rồi, bây thầy sẽ bỏ đi hai số 0 ở ngoài cùng bên phải thì thầy sẽ còn lại số 10. Và lúc này ứng với luôn với lại thế kỷ 10 luôn, và thầy không phải cộng thêm 1 nữa nhé.
Đấy, nó khác nhau ở chỗ là tròn trăm với lại không tròn trăm. Một ví dụ khác để cho các em dễ hình dung hơn nữa, ví dụ năm 2023 thì cái năm này nó không phải năm tròn trăm, thì chúng ta sẽ bỏ hai số ở ngoài cùng bên phải đi, thầy sẽ còn lại là số 20. Bây giờ không phải tròn trăm, còn lại số 20 thầy cộng thêm 1 nữa thì thầy sẽ được là 21, và nó sẽ chính là thế kỷ 21. Đó, ở trên đây là kinh nghiệm của thầy, các em có thể tham khảo nhé. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 3. An chạy một vòng quanh sân trường hết 3 phút 20 giây. Vậy nếu cứ chạy như thế, An chạy 3 vòng quanh sân trường trong thời gian là bao nhiêu giây? Trong bài này thì chúng ta cũng sẽ lại tóm tắt nhanh như sau. Một vòng, đúng không? Một vòng này. Số đơn vị một vòng đấy các em ạ. Và giá trị của số đơn vị là bao nhiêu? Là 3 phút 20 giây. Và đề bài đang hỏi chúng mình là gì? 3 vòng là hỏi chấm giây. Đấy, đúng với dạng 1, thầy trò mình đã vừa tìm hiểu kiến thức trọng tâm chưa các em? 1 với 3 gọi là số đơn vị, thế còn liên quan đến giây này thì gọi là giá trị của số đơn vị. Đề bài đang hỏi giây thì cái phần đơn vị đo ấy, các em phải thống nhất đổi về hết giây nhé. Cụ thể như thế này, 3 phút 20 giây các em phải đổi hết về giây. Thế bây giờ ta biết rằng gì nhỉ? Ta biết rằng nó là 1 phút thì bằng 60 giây, đúng chưa? Nào, chúng ta biết rằng là 1 phút thì là bằng 60 giây. Em đồng ý chưa nào? Như vậy thì 3 phút thì sẽ bằng là 1 phút 60 giây nhé. 3 phút sẽ là 60 x 3 thì sẽ bằng là 180 giây. Các em đồng ý không? 180 giây này. Thế vậy thì 3 phút 20 giây nó sẽ chính bằng gì nhỉ? Sẽ chính bằng là 180 giây. Các em cộng 20 giây. Các em đồng ý chưa? Và ta sẽ được là 200 giây. Khi chúng ta đã đưa hết về đơn vị là giây rồi thì mình có thể tóm tắt lại cái bài toán này như sau. Chúng ta có một vòng thì là ứng với lại 200 giây. Thầy nhắc lại nhé, 1 ở đây là số đơn vị, thế còn 200 giây là giá trị của số đơn vị đó. Vậy thì 3 vòng sẽ là hỏi chấm giây. Rất đơn giản thôi, một vòng là 200 giây, như vậy 3 vòng phép tính của chúng mình nó sẽ là bằng gì? Sẽ bằng là 200 nhân với lại 3 lần lên thì ta sẽ được là bằng 600 và đơn vị là giây. Đó. Như vậy thì ở trong câu trắc nghiệm số 3 này, thầy trò chúng mình sẽ chọn đáp án B nhé. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng chuyển sang câu trắc nghiệm 4. Đề bài có thông tin là Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỷ nào? Thế thì ở đây chúng ta có thể làm theo hai cách. Cách 1 thì các em dựa vào trong câu 2 ấy, Câu 2 nói rằng gì? Từ năm 901 đến năm 1000, chúng ta đã biết rằng là thế kỷ 10 rồi. Thế thì bây giờ liên quan đến cái số 1228 thì ta sẽ biết rằng là từ năm 1201 đó, cho đến năm thầy viết mũi tên nhé, cho đến năm 1300 thì nó sẽ thuộc thế kỷ 13, là thế kỷ 13. Đó. Nếu như mà câu 2 ấy, các em xác định vẫn không chính xác là thế kỷ 10 ấy, thì bây giờ việc thành lập là từ năm 1201 đến năm 1300 là thế kỷ 13 sẽ khó với một số bạn. Thế thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm lần lượt như sau này. Ta biết rằng là từ năm 1 này cho đến năm 100 thì nó là thế kỷ 1. Các em đồng ý chưa nào?
Đó. Vậy thì tiếp theo là từ năm. Đây này, từ năm 1 đến năm 100 là có 100 năm là thế kỷ 1 này. Tiếp theo là từ năm 101 cho đến năm 200 thì nó sẽ là thế kỷ 2. Là thế kỷ 2 này. Đó, cứ như thế chúng ta phát triển. Đó là từ năm 1201 cho đến năm 1300 thì nó sẽ là thế kỷ bao nhiêu? À, nó sẽ là thế kỷ 13. Các em đồng ý chưa? À, là thế kỷ 13. À, vậy thì ta thấy có một cái quy luật gì ở đây? À, năm bắt đầu của thế kỷ đó, chú bạn nhìn này, cho thầy là nó có số đơn vị là 1 đúng không? Và năm cuối cùng của thế kỷ đó thì nó sẽ phải là số tròn trăm. Đấy, cho nên là ở đây năm 1228 nó sẽ thuộc cái giai đoạn là từ 1201 đến 1300 đúng không? Nó ở giữa, đúng không em? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho thầy là cái năm này thuộc thế kỷ 13. Chúng ta chọn đáp án A nhé. Đấy, như vậy là câu số 4 chúng ta đã xong. Dựa theo cách 1 là chúng ta sẽ đi liệt kê ra. Em hiểu chưa nào? Đấy là cách 1. Thế còn cách 2, các bạn có thể xem lại video ở trong câu 2 thầy vừa mới giảng ở phía trước ấy. Cách số 2 này sẽ làm như sau. Đó là năm 1228 này không phải là năm tròn trăm đúng không? Bây giờ thầy cũng bỏ đi hai số ngoài cùng bên phải, bỏ số đơn vị, bỏ số chục đi thì sẽ còn lại bao nhiêu? Sẽ còn lại là số 12. Bây giờ thầy sẽ phải cộng thêm 1 nữa thì thầy sẽ được là 13. 13 ứng với thế kỷ 13. Đây là cách mà dựa trên kinh nghiệm của thầy, các em có thể tham khảo nhé. Đó. À, nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc với thầy là thưa thầy là nếu như mà nó không có 3 chữ số thì bỏ như thế nào? Đây thầy lấy ví dụ khác. Thầy lấy ví dụ khác nhé. Ví dụ thầy có năm 938 chẳng hạn. À, đây là năm có 3 chữ số rồi, khi mà các em bỏ đi 2 chữ số ở ngoài cùng bên phải. Năm này không tròn trăm đúng không? Ta sẽ còn lại số 9. Số 9 ta cộng thêm 1 thì ta sẽ được là 10. 10 là thế kỷ 10. À, như thế này là đơn giản. Thế còn ví dụ thầy có năm 18 chẳng hạn. Năm 18 thì thuộc thế kỷ mấy? Thì đơn giản thôi. Khi mà em bỏ hết đi nhá. Giả sử em có bỏ hết đi thì em còn lại số mấy? Còn lại số 0 đúng không? Còn lại số 0 thì 0 này chúng ta cộng thêm 1 thì nó ra 1, tức là thế kỷ 1 đấy. Năm 18 đúng thuộc thế kỷ 1 rồi, đúng không các em? Rồi. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng đến với lại câu trắc nghiệm 5. Cô Hà mua 6 hộp bánh được 24 cái bánh. Mẹ mua 4 hộp bánh như của cô Hà. Vậy mẹ mua được số cái bánh là? Đây là bài toán tìm giá trị của các đơn vị các bạn. Thầy cho mình sẽ cùng tóm tắt như sau. Chúng ta có 6 hộp bánh thì giá trị của 6 hộp bánh này ứng với 24 cái bánh. Và ở đây 4 hộp bánh thì hỏi chúng ta là có bao nhiêu cái bánh? Đấy, các em có thể tham khảo ngay cái phần bài toán ở trong kiến thức trọng tâm nhé. Đó, chúng ta đã biết số đơn vị rồi, bây giờ hỏi chúng mình là giá trị của số đơn vị. À, bước 1 chúng ta sẽ tìm giá trị của một đơn vị là dùng phép chia. Và bước 2 chúng ta sẽ tính giá trị của các đơn vị là dùng phép nhân. Cụ thể như sau. Bây giờ bước 1 là thầy sẽ đi tìm giá trị của một hộp bánh đúng không? Một hộp bánh này. Thì thầy có phép tính là 24 thầy chia cho 6 thì sẽ bằng 4. Đơn vị ở đây là cái bánh. Đó, các em hiểu chưa? Phép tính của chúng ta đây là phép chia nhé. Giá trị của một hộp bánh là ứng với 4 cái bánh. Như vậy thì đây có 4 hộp bánh. Vậy ta sẽ có phép tính là gì nhỉ? Là ta sẽ lấy 4 nhân với 4 bằng 16 cái bánh.
cái thôi nhé, đơn vị là cái thôi. À, thế thì ở đây các em này, nhiều bạn sẽ lại đặt câu hỏi là thưa thầy, 4 này nó có ý nghĩa như thế nào? Thì ở đây các em lưu ý với thầy, cái 4 đứng trước này thì nó ứng với lại 4 cái nhé. 4 hộp bánh ta nhân với 4 lần lên. Các em lưu ý nhé, thầy đã khoanh ở đây rồi, các em phải để ý với thầy về thứ tự nhé, về con số. Cái 4 đứng trước này ứng với 4 cái bánh, 4 hộp bánh ta nhân với 4 lần lên ta sẽ được là 16 cái bánh nhé. Vậy đáp án của thầy trò chúng mình chọn ở đây đó là đáp án A ở trong câu trắc nghiệm 5. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 6. Buổi sáng chú Sơn chở 3 chuyến xe được 7 tấn 50 yến gạo. Buổi chiều chú chở được 5 chuyến xe như thế. Vậy số gạo buổi chiều chú Sơn chở được là? À, đây cũng là bài toán rút về đơn vị. Và cụ thể là chúng ta sẽ đi tính giá trị các đơn vị. Thầy cho mình sẽ cùng đi tóm tắt như sau. Các em để ý kỹ cho thầy nhé. À, các em có thể dùng bút kèm gạch chân cho thầy những từ ngữ quan trọng, những con số này, 3 chuyến xe đúng không? Rồi là 5 chuyến xe liên quan đến số đơn vị rồi. Tiếp theo chúng ta có liên quan đến giá trị của đơn vị. Ở đây chúng ta có 7 tấn 50 yến và đang hỏi chúng mình là số gạo, tức là cũng hỏi về liên quan đến khối lượng đấy. À, bây giờ thầy cho mình sẽ cùng đi tóm tắt. Thầy sẽ viết ngắn gọn là 3 chuyến ứng với ở đây là 7 tấn 50 yến và 5 chuyến ở đây là hỏi chấm kg. Các em đang nhìn thấy đó là cái phần đơn vị đo khối lượng nó chưa được thống nhất. Thế thì việc đầu tiên các em nên làm đó là chúng ta sẽ đi đổi đơn vị đo khối lượng. Ở trong bài này chúng ta phải dùng kiến thức đổi đơn vị đo khối lượng nữa các em nhé. À, chúng ta có thể đổi nhanh cho thầy được không nào? 7 tấn ta biết rồi, đổi ra kg nó sẽ bằng là 7.000 kg. 50 yến. 1 yến là 10 kg, 5 yến là 50 kg. Như vậy 50 yến sẽ là 500 kg các em ạ. Cộng với 500 kg. Thì các em sẽ ra được là 7.500 kg. Đó, như vậy thì chúng ta có 3 chuyến sẽ ứng với lại giá trị của đơn vị của 3 chuyến là 7.500 kg. Và hỏi chúng mình là 5 chuyến là bao nhiêu nhé. Bước 1 là thầy trò mình sẽ đi tìm giá trị của một đơn vị. Tức là bước 1 chúng ta sẽ đi tính xem một chuyến là chở được ứng với bao nhiêu nhé. 7.500 chúng mình chia cho 3. Em đã hiểu chưa nào? Khi mà 7.500 chia 3 thì em có thể đặt tính ra kết quả là 2.500 kg. Vậy thì 5 chuyến. Bây giờ chúng ta dùng bước 2 đó là tìm giá trị của các đơn vị. Ta dùng phép tính nhân các em ạ. 2.500 là giá trị của một đơn vị đúng không em? Chúng ta nhân với 5 chuyến là ta nhân với 5 lần lên. Đó thì các em sẽ ra được kết quả đó là bằng 12.500 đơn vị là kg. Đó, các em lưu ý nhé. Cần tính liên quan đến khối lượng thì mình sẽ phải để khối lượng đứng trước ở trong cái phép nhân này. Đó, 2.500 nhân 5 lần lên. Vậy đáp án là trong câu 6 này chúng ta chọn đáp án D. Tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng chuyển sang câu trắc nghiệm 7, đề bài như sau. Phong gấp 5 chiếc máy bay giấy hết 7 phút 30 giây. Thời gian gấp mỗi chiếc là như nhau. Vậy thời gian để phong gấp được 8 chiếc máy bay giấy là bao nhiêu giây? Ở đây cũng là một bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Và cụ thể là chúng ta phải đi tìm giá trị của các đơn vị. Thầy sẽ tóm tắt cho các em như sau. Thầy tóm tắt nhanh đó là 5 chiếc. Thì là ứng với thời gian là 7 phút 30 giây.
Và đây 5 chiếc này. 8 chiếc này, 8 chiếc. 5 chiếc biết thời gian rồi này và 8 chiếc thì chúng ta đang cần tìm thời gian là bao nhiêu giây. 5 với 8 thì gọi là số đơn vị, thế còn liên quan đến thời gian này thì gọi là giá trị của số đơn vị. Chúng ta lại thấy một điều đó là trong câu số 7 này cũng tương tự như ý tưởng của câu số 6. Đó là gì? À, đó là phần đơn vị đo chưa được thống nhất, đúng không em? Chúng ta phải đổi hết về giây đã nào. 7 phút chúng ta đổi ra giây. 1 phút thì bằng 60 giây. Như vậy 7 phút ta sẽ lấy 60 x 7 thì sẽ bằng 420 giây. Và sau đó mình cộng thêm 30 giây ở đây. 420 giây cộng 30 giây thì em sẽ ra được là 450 giây. Như vậy ở đây chúng ta có số đơn vị là 5 thì ứng với giá trị của số đơn vị này là ứng với 450 giây. Và bây giờ 8 chiếc sẽ là bao nhiêu đây? Bước 1 đó là thầy trò mình sẽ đi tìm giá trị của một đơn vị, tức là cụ thể xem là thời gian gấp 1 chiếc máy bay là bao nhiêu giây. Bước 1 nhé. Đó là chúng ta sẽ đi tìm thời gian để gấp được 1 chiếc. Dùng phép chia 450 này, chúng ta chia cho 5. Các em có thể nhầm được đúng không? Thì sẽ bằng là 90 và đơn vị là giây. Các em đồng ý chưa nào? Bước 1 là chúng ta đang dùng phép tính chia. Tiếp theo bước 2 đó là chúng ta sẽ dùng phép tính nhân để tính giá trị của các đơn vị. Cụ thể là ứng với 8 chiếc này. Thời gian làm 1 chiếc là 90 giây, như vậy thời gian làm 8 chiếc thì ta sẽ lấy 90 nhân 8 lần lên sẽ là 720 giây. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án C ở trong câu trắc nghiệm 7 này. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 8. Năm mẹ sinh Hà là năm cuối cùng của thế kỷ 20, vậy năm đó là... như thầy có nói ở kinh nghiệm cho các em ở trong câu trắc nghiệm 2 và câu trắc nghiệm 4 trước đó, đó là năm cuối cùng của thế kỷ sẽ là những năm tròn trăm. Như vậy các bạn hoàn toàn có thể dự đoán được ở đây đó là đáp án C thôi, đúng không các em? Có mỗi đáp án C là phù hợp thôi, là năm tròn trăm. Vậy năm cuối cùng của thế kỷ 20 đây đúng là năm 2000 rồi các em ạ. Đáp án C nhé. Vậy là thầy trò mình đã làm xong phần trắc nghiệm của tuần học 5 rồi các em ạ. Thầy trò chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận của tuần học 5 các em nhé. Bài số 1, đề bài yêu cầu là điền số tích hợp. Trong bài này thì chúng ta rèn luyện đổi đơn vị đo liên quan đến khối lượng và thời gian các em ạ. Chúng ta đến với ý đầu tiên là 25 tấn thì bằng bao nhiêu kg? Ta biết rằng 1 tấn là bằng 1.000 kg các em ạ. Mới đầu làm quen chúng ta sẽ viết lại ra. 1 tấn này thì bằng 1.000 kg. Như vậy 25 tấn thì sẽ bằng 25.000 kg các em ạ. Và mình sẽ điền vào đây là số 25.000. Đấy, bạn nào chưa quen chúng ta có thể viết lại như thầy nhé. Tiếp theo 12 tạ thì bằng bao nhiêu kg? 1 tạ thì bằng 100 kg, như vậy 12 tạ thì sẽ là 1.200 kg. Nào tiếp đến nào. 6.000 kg thì bằng bao nhiêu yến nhỉ? Đây các em lưu ý nhé. Ở trong đây chúng ta có 10 kg thì sẽ bằng là 1 yến. Nếu các bạn để ý kỹ cho thầy này, từ kg đổi ra yến ấy, ở đây là những cái số tròn trục đúng không? Chúng ta bớt đi một chữ số 0 thì ta sẽ được là yến. 6.000 kg. Các em chỉ cần bớt một chữ số 0 thôi, ta sẽ được là 600 yến. Như vậy là xong rồi. Chúng ta điền vào đây số 600. Tiếp theo là 28.000 kg để bằng bao nhiêu tạ? Từ kg đổi ra tạ, em bớt đi hai số 0 ở ngoài cùng bên phải, ta sẽ được là 280 tạ.
ở phía trên ta bớt một số 0 nhé. Tiếp đến là 90 yến thì bằng bao nhiêu kg? Thì từ yến ra kg thì chúng ta sẽ phải là thêm một số 0 nữa, ta sẽ được là 900 kg. Đấy là cách thầy làm. Các bạn chưa quen, các bạn có thể viết lại ra, đó là một yến thì bằng 10 kg, tức là ta sẽ thêm một chữ số 0 ở bên phải, đúng không các em? Như vậy thì 90 yến ta viết thêm một chữ số 0 bên phải nữa, ta sẽ được là 900 kg đấy các em. Tiếp theo đó là 8.000 yến thì bằng bao nhiêu tấn? Cái này các bạn hay nhầm bởi vì chúng ta ít gặp. Ta biết rằng đó là 100 yến thì đó là 1 tấn, đúng không em? Tức là từ yến mà ra tấn ta bớt đi 2 chữ số 0 thì ra tấn này. Vậy ở đây chúng ta có 8.000 yến, chúng ta bớt đi 2 chữ số 0 ở ngoài cùng bên phải ấy, thì mình sẽ ra còn lại là 80 tấn nhé. Ta sẽ điền số 80 vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi đơn vị đo thời gian. 7 phút thì bằng bao nhiêu giây? Ta biết rằng là 1 phút thì bằng 60 giây. Vậy thì 7 phút sẽ bằng là 60, chúng ta nhân với 7 lên thì ta sẽ được là 420 giây. Ta sẽ điền vào đây nhé, số 420. Tiếp theo là 6 phút bằng bao nhiêu giây thì ta sẽ lại lấy 60 x 6 thì sẽ bằng là 360 giây. Từ giây đổi ra phút thì các em sẽ phải chia cho 60, 300 giây chia 60 thì em sẽ được là 5 phút. Nhưng mà nhiều bạn đang gặp khó trong việc là lấy 300 chia cho 60 như thế nào. Thì thầy có thể hướng dẫn các em như sau. Đó là hỏi chấm phút này, đúng không? Hỏi chấm phút thì ta sẽ lấy 60 nhân với hỏi chấm thì sẽ bằng là 300. Ở đây chúng ta có thể nhẩm được, đúng không? 60 chúng ta nhân với 5 lên thì ta sẽ được là 300. Vậy chúng ta sẽ chọn thầy là số 5. 5 phút. 800 năm thì bằng bao nhiêu thế kỷ? Ta biết rằng là 100 năm thì bằng 1 thế kỷ, như vậy 800 năm sẽ là ứng với 8 thế kỷ, ta sẽ điền số 8. Tiếp theo nào, 7 thế kỷ sẽ là bao nhiêu năm? 1 thế kỷ là 100 năm, 7 thế kỷ sẽ là 700 năm. 9 phút thì bằng bao nhiêu giây? 1 phút thì bằng 60 giây, đúng không? Như vậy 9 phút ta sẽ lấy 60 x 9 sẽ là 540 giây. Vậy là mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài số 2, đề bài yêu cầu chúng ta là tính. Phép tính liên quan đến đơn vị đo khối lượng. Ở đây các em để ý thầy này, các phép tính liên quan đến trừ hay là cộng ấy, thì nó có các đơn vị ở đây, đúng không? Thì ta thực hiện giữa các con số với nhau bình thường. Tức là mình sẽ đi đặt tính, đó là 15.350. Chúng mình trừ đi 8.025. Các em nhớ đặt tính thẳng hàng, sau đó mình sẽ thực hiện từ phải sang trái. 0 không trừ được 5 thì ta lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 3 trừ 0 bằng 3, viết 3. 5 không trừ được 8 thì ta lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7. Xong rồi. Như vậy ta được là 7.325 kg. Tiếp đến là 5.162 yến trừ đi 2.837 yến, mình cũng sẽ đặt tính trừ. Hai không trừ được 7 thì ta lấy 12 trừ đi 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2. 1 không trừ được 8, ta lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ đi 3 thì bằng 2, viết 2. Vậy ta được kết quả là 2.325 và đơn vị là yến.
Chuyển sang phần phép tính nhân chia 12.116 tấn nhân 5 thì ta cũng đặt tính bình thường, ta lấy con số nhân với nhau thôi. Số 5 đặt thẳng số 6 bởi vì nó đều là số đơn vị. Thực hiện nhân từ phải sang trái. 5 x 6 bằng 30 viết 0 nhớ 3, 5 x 1 bằng 5 thêm 3 bằng 8 viết 8, 5 x 1 bằng 5 viết 5. 5 x 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 5 x 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. Kết quả ta được là 60.580. Chuyển đến phép tính chia. 72.468 tạ chia 4, mình đặt tính chia nào. Khi chia chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta cùng chia rút gọn với thầy nào. 7 chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4, 7 chia 4 bằng 3, viết 3 thẳng 7. Hạ 2 ta được 32. 32 chia 4 được 8, viết 8. 8 x 4 bằng 32, 32 chia 32 bằng 0, hạ 4. 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 4 chia 4 bằng 0, hạ 6. 6 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 6 chia 4 bằng 2, hạ 0 xuống thì ta được 20. 20 chia 4 được 5, viết 5. 5 x 4 bằng 20, 20 chia 20 bằng 0, hết rồi. Như vậy đây là phép chia hết. Kết quả ta được là 18.115. Vậy ta sẽ điền vào đây 18.115 tạ. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 2. Tiếp theo là bài tự luận 3. Điền số thích hợp. Trong bài này chúng ta sẽ đi rèn luyện liên quan đến phần đổi đơn vị đo kết hợp của thời gian và khối lượng. Sáu phút 30 giây thì bằng bao nhiêu giây? Thì ở đây chúng ta cùng làm theo các bước như sau. Trước hết là chúng ta có 6 phút này. 6 phút ta đổi thành giây đi nào. 1 phút là 60 giây. Như vậy 6 phút thì ta sẽ lấy 60 x 6 các em nhé. 60 x 6 sẽ là 360 giây. Phép tính nó sẽ là 60 x 6 đấy các em ạ. Như vậy thì ở đây chúng mình có là 6 phút 30 giây. Chẳng qua nó sẽ chính bằng gì? Chính bằng là 6 phút cộng với 30 giây đấy. Và 6 phút mình đã đổi được là 360 giây rồi. Và cộng thêm 30 giây ở đây thì ta sẽ được là 390 giây. Vậy chúng mình điền vào đây nhé, 390 giây. Tiếp đến là 7 phút 45 giây, chúng ta đổi sang giây thì các em cũng làm như vậy thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển 7 phút thành giây đã. 1 phút thì bằng 60 giây, như vậy 7 phút thì ta sẽ lấy 60 x 7, 60 x 7 là 420 giây. Vậy thì ở đây chúng ta có 7 phút 45 giây này. Sẽ bằng là 7 phút ứng với 420 giây. Chúng mình cộng với lại 45 giây. Thì mình sẽ được kết quả đó là 465 giây. Mình sẽ điền vào đây là số 465. Tiếp theo là 9 phút 35 giây. Thì chúng ta có phần đổi như sau. Trước hết là 9 phút. 9 phút thì ta sẽ lấy 60 giây nhân với 9. 60 x 9 là ta sẽ được là 540 giây. Như vậy thì 9 phút 35 giây. Sẽ bằng 540 giây cộng với lại 35 giây các em ạ. Chúng ta thực hiện, ta sẽ được là
575 giây. Đó, vậy ta sẽ điền vào đây là số 575. Tiếp đến nào, chúng ta chuyển sang phần đơn vị đo khối lượng. 9 tấn 52 kg thì sẽ bằng bao nhiêu kg đây? Trước hết thì chúng ta cũng sẽ chuyển đổi 9 tấn về kg. 1 tấn là 1.000 kg, như vậy 9 tấn sẽ là 9.000 kg. Vậy đến đây ta có 9 tấn 52 kg thì sẽ bằng là 9.000 kg này, cộng với 52 kg thì chúng mình sẽ được là 9.052 kg. Ta sẽ điền vào đây nhé, 9.052. Tiếp đến nào, 8 tấn 12 tạ, đổi hết ra tạ. Bước 1 chúng ta sẽ đổi ra tạ đã. 1 tấn thì là bằng 10 tạ, như vậy 8 tấn thì sẽ bằng là 80 tạ nhé. Vậy thì chúng ta có 8 tấn 12 tạ sẽ bằng 80 tạ cộng 12 tạ thì được 92 tạ. Ta sẽ điền số 92 vào đây. Cuối cùng nào, 7 tấn 32 yến đổi hết ra kg thì cái này chúng ta sẽ phải làm 3 bước em ạ. Bước 1 đổi tấn ra kg, bước 2 đổi yến ra kg và bước 3 là cộng lại. Bước 1 nào. 1 tấn là 1.000 kg, như vậy 7 tấn sẽ là 7.000 kg. Bước 2 đổi ra từ yến ra kg. 1 yến là 10 kg, như vậy 32 yến sẽ là 320 kg. Bây giờ bước 3 chúng ta cộng lại thôi. Bảy tấn 32 yến sẽ bằng 7.000 kg. Cộng với 320 kg thì mình sẽ được là 7.320 kg. Ta sẽ điền số vào đây. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 3. Tiếp theo là bài tự luận 4. Điền vào chỗ trống cho tích hợp năm 938 thuộc thế kỷ nào Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Thế thì ở đây thì chúng mình có thể làm theo hai cách. Cách 1 đó là chúng ta sẽ đi nhớ và liệt kê ra. Cụ thể như sau, đó là từ năm 901 cho đến năm 1000 thì nó là thế kỷ 10. Các em nhé, ở đây chính là trong câu trắc nghiệm 2, các em có thể tham khảo lại câu trắc nghiệm 2. Như vậy năm 938 nó thuộc ở khoảng từ giữa đúng không? Nó nằm ở trong cái giai đoạn từ 901 đến 1000 này nhá. Như vậy năm 938 nó sẽ thuộc thế kỷ mấy nhỉ? Nó sẽ thuộc thế kỷ 10 các em ạ. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây, thế kỷ 10. Đấy là một cách. Thế là một cách khác, kinh nghiệm của thầy sẽ làm như sau. Thầy biết rằng là năm 938 không phải là năm tròn trăm, thầy sẽ bỏ hai chữ số tận cùng bên phải, ngoài cùng bên phải. Thầy sẽ còn lại số 9. 9 bây giờ thầy cộng thêm 1 là 10. Và 10 nó ứng với thế kỷ 10 các bạn. Đấy là kinh nghiệm thôi. Thế còn các em nên tư duy theo cái kiểu đó là liệt kê ra như thế này nhá. Mình đã xong ý A rồi. Tiếp theo thầy cho chúng ta cùng đến với ý B. Năm 248 thuộc thế kỷ nào thì bà Triệu khởi nghĩa chống quân Đông Ngô. Cách 1 đó là các em liệt kê ra. Chúng ta có gì nhỉ? Từ năm 201 cho đến năm 300 sẽ thuộc thế kỷ 3. Đúng chưa nào các em? Cách 1 nào, liệt kê nhé. Chúng ta sẽ viết ra. Từ năm 201. Các bạn để ý này, cái đầu năm của thế kỷ đó sẽ là có số đơn vị là 1 nhé. Và cuối thế kỷ đó thì số đơn vị bằng 0 và số chục bằng 0 luôn. Từ năm tròn trăm đúng không? Thì sẽ là cuối thế kỷ đó.
Từ năm 201 cho đến năm 300 sẽ là thuộc thế kỷ 3. Là thế kỷ 3. À, như vậy thì năm 248 nó nằm ở trong giai đoạn từ 201 đến 300 đúng không? Nó nằm ở giữa đúng không? Các em hiểu vấn đề chưa nào? À, như vậy thì năm này nó sẽ thuộc thế kỷ 3 luôn nhé. Thế còn với thầy, thầy sẽ làm kinh nghiệm như thế nào? Các em còn nhớ cách thầy làm không nhỉ? À, năm 248 đúng không? Không phải là số tròn trăm thì thầy sẽ làm gì? À, thầy sẽ bỏ đi hai chữ số ở ngoài cùng bên phải. Thầy còn lại số mấy? Còn lại số 2. 2 cộng thêm 1 thì ta sẽ được là 3, là thế kỷ 3. Các em lưu ý nha, cách này chỉ áp dụng với lại cái trường hợp là năm nào nó không tròn trăm. Thế còn năm tròn trăm với năm 300 thì sao nhỉ? Nếu năm 300 nó đã tròn trăm rồi, em bỏ hai số ở ngoài cùng bên phải thì sẽ còn lại số 3. Đúng không? Số 3 thì nó sẽ chính là thế kỷ 3 luôn, không phải cộng thêm 1 nữa nhé. Chỉ khi nào là không tròn trăm thì chúng ta mới cộng thêm 1 vào đây thôi. Các em đã hiểu chưa nào? Tiếp theo, năm 1963 là năm Quý Mão. Cứ 60 năm thì lại có một năm Quý Mão. Vậy năm Quý Mão tiếp theo sẽ thuộc thế kỷ bao nhiêu? À, câu số ở ý C này này, em cần phải có hai bước. Bước 1, em phải xác định cái năm đó là năm nào đã. Đúng không nào? Xác định cái năm Quý Mão tiếp theo ấy là năm nào. Thì cứ 60 năm sau, bước 1 em phải thực hiện phép tính cộng. Đó là 1963, thầy sẽ đặt tính cộng luôn với lại 60 nè. Sẽ cộng nhanh nè. 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. À, đó là năm 2023. Năm 2023 thuộc thế kỷ nào các em nhỉ? Nó thuộc thế kỷ 21. Làm sao để thầy biết? À, ở trong cái bước 2 này làm sao để thầy biết nhỉ? Thì chúng ta có thể dùng cách 1. Cách 1 đó là gì? À, từ năm 2001 cho đến năm bao nhiêu nhỉ? À, cho đến năm 2100 nó thuộc thế kỷ 21. Đó, nó thuộc thế kỷ 21. Vậy thì năm 2023 thì nó ở trong khoảng giữa rồi đúng không? Nó nằm giữa đúng không? Nó nằm trong giai đoạn từ 2001 đến năm 2100 đấy. Vậy nó thuộc thế kỷ là 21. Cách số 2 thầy sẽ làm như thế nào nhỉ? Thầy sẽ làm theo kinh nghiệm đó là 2023. Đây không phải là năm tròn trăm thì thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ bỏ hai số ở ngoài cùng bên phải này, còn lại số 20. À, số 20 thì thầy sẽ làm gì? Thầy cộng thêm 1 vào đây. Thì thầy sẽ được là 21, ứng với thế kỷ 21 nhé. Đó. Như vậy thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 4 rồi. À, tiếp theo chúng ta chuyển sang các bài toán lời văn. Bài số 5, đề bài như sau. Việt mua 3 cái bút chì hết 18.000 đồng. Mai mua 6 cái bút chì như của Việt. Hỏi Mai phải trả bao nhiêu tiền? Đây là bài toán rút về đơn vị rồi. Cụ thể là chúng ta tính giá trị của các đơn vị ấy, đúng không? Chúng ta sẽ tóm tắt cho thầy như sau. À, để phần tóm tắt cho việc thuận tiện dễ dàng thì thầy có một cái kinh nghiệm cũng chia sẻ cho các em, đó là thầy sẽ gạch chân vào những con số và những cái đơn vị của các con số đó. 3 là con số đúng không? Đơn vị của 3 này là 3 cái bút đúng không? Rồi gạch chân luôn. Tiếp theo là 6 cái bút, xong chưa nào? Tiếp đến đó là chúng ta có 18.000 đồng và hỏi chúng ta là bao nhiêu tiền. Đó. Bây giờ thầy sẽ có phần tóm tắt như sau. Trước hết thầy có 3 cái bút này. À, ứng với là 18.000 đồng. Và đề bài đang hỏi chúng mình là 6 cái bút. Hỏi chấm đồng. Ở đây 3, 6 thì nó chính là số đơn vị. Số đơn vị. Thế còn 18.000 đồng với lại cái số tiền chưa biết ấy, nó sẽ chính là giá trị của các đơn vị. Tức là giá trị của số đơn vị đấy các em. Giá trị của số đơn vị. Bước 1 chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi tính giá trị của một đơn vị. Tức là tính xem là một cái bút thì là hết bao nhiêu tiền nhá. Bước 1.
chúng ta sẽ đi tính giá tiền của một cái bút đấy. Và bước 2 là thầy trò mình sẽ đi tính giá tiền của 6 cái bút là xong thôi. Bước 1 là chúng ta sẽ dùng phép tính gì em nhỉ? Chúng ta dùng phép tính chia. Thế còn bước 2 là sẽ dùng phép tính nhân. Em để ý nhé, đó là khi mà chúng mình muốn rút về đơn vị ấy, thì chúng ta sẽ dùng phép tính gì? Chúng ta sẽ ở đây là chúng ta dùng phép tính chia. Thầy trò chúng ta sẽ cùng đi triển khai lời văn như sau. Mình sẽ đi bước 1 này, mình sẽ tính giá tiền một cái bút. Mình sẽ có lời văn đó là giá tiền của một cái bút chì là. Ba cái bút thì giá trị của nó ứng với 18.000 đồng. Như vậy một cái bút ta sẽ lấy 18.000 này, chúng ta chia cho 3 nhé. Thì sẽ bằng là 6.000. Đơn vị là đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước 2 là tính giá tiền của 6 cái bút thôi. Cụ thể mình sẽ viết lời văn theo câu hỏi thôi. Đề bài hỏi là Mai phải trả bao nhiêu tiền? Mình sẽ nói là Mai phải trả số tiền là. Giá trị của một đơn vị là 6.000. 6.000 đồng ấy. Mua 6 cái bút chì ta sẽ phải nhân với 6 lần lên. Ta có thể nhẩm 6 x 6 bằng 36, sau đó viết thêm 3 số 0 nữa. Kết quả là 36.000. Đơn vị là đồng. Đáp số mình sẽ ghi là 36.000 đồng. Vậy chúng ta đã xong bài tự luận 5 rồi. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang bài tự luận 6 nào. Đề bài như sau. Cô Hà mất 4 phút 30 giây để làm xong 3 cốc nước mía cho cô lao công. Một nhóm học sinh mua 8 cốc nước mía. Hỏi nhóm học sinh phải chờ bao lâu để lấy được số cốc nước mía đó. Biết thời gian cô Hà làm mỗi cốc là như nhau. Bây giờ chúng ta cũng cùng với thầy gạch chân xeo là những cái từ ngữ nào quan trọng để phần tóm tắt đây. Trước hết đó là số đơn vị. Ở đây chúng ta có 3 cốc và 8 cốc, gọi là số đơn vị đúng không? Giá trị của số đơn vị ở đây liên quan đến thời gian. Chúng ta có 4 phút 30 giây và hỏi chúng mình là bao lâu đúng không? Chờ bao lâu. Ok nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt nhanh hoàn thành như sau. Trước hết chúng ta có 3 cốc này, thì ứng với thời gian là 4 phút 30 giây. Và hỏi chúng mình là 8 cốc thì sẽ là thời gian bao lâu đấy. Mình sẽ coi là hỏi chấm giây. Thế thì ở đây việc đầu tiên này các em nên làm mà các em phải làm ấy, đó là chúng ta sẽ phải đi đổi ra cùng một loại đơn vị thôi. Và chúng ta nên đổi về giây nhé. Chúng ta làm ngay lập tức này. Chúng ta sẽ đổi về giây. Bốn phút 30 giây về giây thì 4 phút này. 1 phút là 60 giây, 4 phút sẽ là 60 x 4 sẽ là 240 giây, cộng thêm 30 giây nữa ở đây là 270 giây. Như vậy ở đây chúng ta có giá trị ứng với 3 cốc là ở đây là bằng 270 giây. Và đang hỏi chúng mình là 8 cốc là bao nhiêu giây. Bước 1 là chúng ta sẽ đi rút về đơn vị đúng không? Tức là chúng ta sẽ xem là một cốc là bao nhiêu giây. Mình tính xem đấy, một cốc là tính xem bằng bao nhiêu giây đấy đúng không? Đó, bao nhiêu giây. Và bước 2 chúng ta sẽ tính cho thầy được là 8 cốc thì
ứng với lại bao nhiêu giây. Bước 1 là mình dùng phép chia đúng không các em? Mình sẽ có lời văn như sau. Thời gian cô Hà làm xong một cốc nước mía là... Theo phần tóm tắt ấy, thì chúng ta sẽ lấy 270 giây này ứng với giá trị của 3 cốc đúng không? 270 chia cho 3 thôi. Thì mình sẽ ra được là 90 giây. Xong rồi, xong giá trị của một đơn vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính 8 cốc thôi, tính thời gian làm 8 cốc. Thời gian nhóm học sinh đó phải chờ là... Giá trị của một đơn vị là 90 giây này, chúng ta nhân với lại thời gian làm 8 cốc, ta nhân 8 lần lên thì ta sẽ ra được là 720 và đơn vị là giây. Và chúng mình sẽ ghi đáp số ở đây là 720 giây. Với cái bài toán này thì các em có thể để đơn vị cuối cùng là giây hoặc là để đơn vị là phút cũng tùy cũng được nhé các em nhé. Bởi vì đề bài chỉ hỏi chúng mình là trong bao lâu thôi, có thể đơn vị là giây là phút đều được các em ạ. À, như vậy là thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 6, kết thúc bài tập tuần số 5 rồi các em ạ. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.